الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Dua là công cụ mạnh mẽ nhất mà tín đồ Muslim có được, nhưng nó lại là một trong những hành vi thờ phượng bị hiểu lầm nhiều nhất. Đôi khi chúng ta trở nên khao khát một câu trả lời và không thể biết được câu trả lời sẽ đến như thế nào và đến khi nào sau khi chúng ta đã dua cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã cho chúng ta biết ba cách mà Allah subhanahu wa ta'ala sẽ đáp lại dua của chúng ta. Người nói: "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wa la qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalathin imma an tu'ajjala lahu da'watu wa imma ay yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an ay yasrifa anhu min as-su' mithlaha." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Bất cứ người Muslim nào dua kêu cầu Allah subhanahu wa ta'ala trong khi y không phạm tội cũng như không cắt đứt quan hệ họ hàng, chắc chắn Allah sẽ ban cho y theo một trong ba cách. Ngài sẽ nhanh chóng đáp ứng lời cầu xin của y. Thứ hai, Ngài sẽ cất giữ nó cho y ở đời sau. Và thứ ba, Ngài sẽ xua đuổi điều dữ tương tự khỏi y." Musnad Ahmad. Vì vậy, khi chúng ta dua cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala, chúng ta hãy biết rằng lời dua của chúng ta sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala trả lời, đáp lại theo ba cách. Một là Allah sẽ cho chúng ta ngay lập tức. Hai là Allah sẽ xóa đi một tai họa tương đương. Và ba là Allah subhanahu wa ta'ala sẽ giữ lại điều chúng ta cầu xin Ngài để làm công đức và ân phước cho chúng ta ở đời sau. Và cách thứ ba là tốt nhất cho chúng ta, nhưng hầu như chúng ta thường chỉ mong muốn Allah subhanahu wa ta'ala đáp lại dua của chúng ta theo cách thứ nhất. Chúng ta mong muốn Allah subhanahu wa ta'ala nhanh chóng đáp lại lời dua của chúng ta, và thậm chí đôi lúc chúng ta phàn nàn khi Ngài trì hoãn một lúc hay một thời gian nào đó, hoặc ban cho chúng ta điều mà chúng ta không mong đợi. Allah subhanahu wa ta'ala dạy chúng ta bài học về dua qua câu chuyện về cuộc di cư của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đến Madinah và cách con cháu Israel tiếp nhận người sallallahu alaihi wa sallam. Ở Madinah, có một nhóm con cháu của Israel đã định cư ở đó, chờ đợi sự xuất hiện của một vị Nabi, một vị Rasul sắp tới. Họ đã di cư đến địa điểm này, biết rằng Allah sẽ gửi sự mặc khải đến khu vực này như nó đã được mô tả cho họ trong kinh sách của họ. Họ đang mong đợi rằng Allah sẽ nuôi dưỡng một vị Nabi, một vị Rasul từ con cháu Israel. Họ tin rằng mình là tuyển dân của Allah như họ đã từng. Ở Madinah, người dân thường xuyên xảy ra chiến tranh trước khi thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam xuất hiện. Tôn giáo của hai bộ tộc chính Aus và Khazraj là đa thần giáo. Con cháu Israel sống giữa họ và họ liên tục dua kêu cầu Allah subhanahu wa ta'ala gửi cho họ sự mặc khải. Họ chờ đợi sự mặc khải đó và sự xuất hiện của vị Nabi mong đợi. Khi thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đến Madinah và người mang theo sự mặc khải và người phù hợp với những mô tả của vị Nabi được nói trong kinh sách của con cháu Israel, nhưng họ đã từ chối người bởi vì người sallallahu alaihi wa sallam là người Ả Rập. Chính những người mà họ đang chống lại đã chấp nhận thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam và trở thành tín đồ của người. Dua của con cháu Israel đã được Allah subhanahu wa ta'ala đáp lại, nhưng không phải theo cách họ mong đợi. Allah tối cao và toàn năng nói về điều này. Ngài phán: وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Và khi có một kinh sách tức Quran được Allah gửi đến cho họ nhằm khẳng định lại những điều ở nơi họ trong kinh Taurat và Injil,
Và trước đó họ đã luôn mong giành chiến thắng những người vô đức tin khi có một vị Nabi được gửi đến. Vậy mà khi điều họ thừa nhận đến với họ thì họ lại phủ nhận và bác bỏ. Cho nên Allah nguyền rủa những kẻ vô đức tin. Chương 2 Al-Baqarah câu 89. Allah subhanahu wa ta'ala tối cao và toàn năng cho biết rằng Ngài đã ban xuống kinh Quran xác nhận những gì con cháu Israel đã có trong kinh sách của họ. Họ đã dua kêu cầu Ngài cho một cái gì đó đến với họ để họ sẽ sử dụng nó chống lại những người đa thần của Madina. Và rồi khi nó đến với họ, họ đã làm gì? Họ đã từ chối nó và phủ nhận nó. Vì vậy Allah nguyền rủa họ như một sự trừng phạt. Thì câu kinh này dạy cho chúng ta nhiều bài học khi chúng ta khám phá trong hành trình kinh Quran. Nhưng ở đây chúng ta chỉ tập trung vào bài học chính, đó là Allah, đó là con cháu Israel đã dua cầu xin Allah. Họ dua kêu cầu Allah một thứ mà họ muốn, một thứ mà họ mong đợi. Và khi dua đó của họ cuối cùng đã được đáp lại, đã được Allah subhanahu wa ta'ala trả lời. Allah tối cao và toàn năng đã đáp lại dua của họ theo cách tốt nhất cho lúc đó. Nhưng nó đã được đáp lại theo cách mà họ không mong đợi. Vì đó không phải là sự đáp lại mà họ mong muốn nên họ đã từ chối nó. Mặc dù họ biết rằng đây là sự đáp lại, đây là sự trả lời của Allah subhanahu wa ta'ala cho dua của họ. Đây là điều mà nhiều người Muslim mà chúng ta thấy ở họ ngày hôm nay. Họ dua cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala và khi Allah đáp lại dua của họ bằng cách cho họ khác với những gì mà họ mong đợi hoặc Ngài cho họ một giải pháp thay thế, chúng ta thấy họ trở nên vô ơn và phàn nàn và cuối cùng họ thậm chí coi thường những phước lành của Allah subhanahu wa ta'ala ban cho họ. Họ quay lưng lại với sự ban phước của Allah subhanahu wa ta'ala và họ cư xử như thể họ không nhận được sự ban phước nào từ nơi Ngài. Qua câu kinh, Allah dạy chúng ta một bài học bằng cách cho chúng ta biết về câu chuyện của con cháu Israel và những gì họ đã làm khi dua của họ được đáp lại. Allah không cho chúng ta biết về bất kỳ câu chuyện nào trong quá khứ, ngoại trừ việc Ngài muốn dạy cho chúng ta một bài học để cứu chúng ta khỏi rơi vào hoàn cảnh tương tự. Người có đức tin thực sự nơi Allah subhanahu wa ta'ala, một khi Allah không đáp lại dua giống như bản thân người đó mong đợi, người đó sẽ luôn nói với bản thân rằng có thể điều mình mong đợi không tốt hoặc có thể Allah thấy điều khác tốt hơn cho mình. Thực ra đôi khi chúng ta không thể nhìn thấy những điều tốt đẹp ngay trước mắt mình. Nếu bạn là người có đức tin nơi Allah subhanahu wa ta'ala, bạn cần hiểu về bản chất của dua cũng như cách Allah subhanahu wa ta'ala đáp lại dua của bạn. Điều đầu tiên bạn nên biết là Allah subhanahu wa ta'ala luôn muốn điều tốt cho bạn và Ngài sẽ ban cho bạn bất cứ thứ gì mà Ngài thấy là có lợi nhất cho bạn theo sự thông thái siêu việt của Ngài. Điều thứ hai, bạn phải hiểu là Allah subhanahu wa ta'ala không chỉ đáp lại dua của bạn với những gì bạn kêu cầu và khẩn xin Ngài, mà Ngài đáp lại dua của bạn với những gì bạn cần, bạn thực sự cần. Bởi vì có những thứ, những điều bạn mong muốn nhưng bạn thực sự không cần. Bạn hãy biết rằng khi bạn dua điều gì đó có hại cho bạn và bạn không biết điều đó, với lòng thương xót của Allah subhanahu wa ta'ala, Ngài sẽ không cho bạn điều bạn mong đợi mà sẽ cho bạn điều khác tốt hơn. Nếu bạn dua một thứ gì đó, nếu bạn dua cho một thứ gì đó và nó không đến với bạn ngay lập tức, thì bạn hãy kiên nhẫn, đừng để Shaitan khiến bạn tin rằng Allah sẽ không trả lời, sẽ không đáp lại lời dua của bạn. Vì vậy, bạn cần có những suy nghĩ tích cực, tin và kỳ vọng vào Allah subhanahu wa ta'ala. Bạn cần phải tin và kỳ vọng vào Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sẽ ban cho bạn những gì bạn mong đợi, nhưng theo sự thông thái và lòng thương xót của Ngài. Đôi khi chúng ta có những suy nghĩ tiêu cực. Có lẽ mình không đủ tốt, và vì vậy chúng ta bắt đầu có những suy nghĩ không tốt về Allah subhanahu wa ta'ala. Rằng Allah đã không đáp lại dua của chúng ta, Ngài đã đáp lại dua của người khác. Những suy nghĩ này là phổ biến với rất nhiều người trong chúng ta. Vì vậy, nếu bạn thực sự tin nơi Allah subhanahu wa ta'ala, bạn hãy có những suy nghĩ tốt về Ngài.
đặc biệt là những kỳ vọng tốt ở nơi Ngài, bạn sẽ luôn nhận được những gì bạn mong đợi trong cuộc sống và cái chết. Bây giờ hãy xem cách Allah Subhanahu wa Ta'ala trả lời cho dua của bạn. Bạn dua xin Allah một cái gì đó và Ngài ban cho bạn ngay lập tức. Bạn nhận ra ân huệ của Ngài và biết ơn Ngài, điều đó thật tuyệt vời. Bạn dua xin Allah một cái gì đó và Ngài trì hoãn việc đưa nó cho bạn. Đừng tuyệt vọng, hãy kiên nhẫn. Allah Subhanahu wa Ta'ala làm điều này vì Ngài thích kéo bạn lại gần hơn với Ngài. Đôi khi chúng ta tuyệt vọng vì điều gì đó và trở nên dễ bị tổn thương. Tại thời điểm đó, bạn bắt đầu hướng về Allah một cách nghiêm túc. Bạn trở nên chân thành hơn, bạn trở nên tập trung hơn vào sự thờ phượng của mình và đặc biệt là trong dua của bạn. Bạn bắt đầu quan sát những tội lỗi bạn đã phạm. Bởi vì bạn biết tội lỗi sẽ ngăn cản những phước lành từ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bạn có thấy điều gì đang xảy ra ở đây không? Bạn đang trở nên gần gũi hơn với Allah Subhanahu wa Ta'ala thông qua nhu cầu tuyệt vọng của bạn đối với Ngài. Chỉ Allah Subhanahu wa Ta'ala mới có thể giúp bạn. Có thể ai đó nói rằng tôi ghét phải phụ thuộc vào người khác và không thích yêu cầu bất cứ điều gì. Khi tôi tuyệt vọng, tôi không muốn thể hiện điều đó. Đây là hành vi bình thường của con người đối với con người. Nhưng khi nói đến Allah tối cao, toàn năng và thương xót, bạn không nên ngần ngại thể hiện sự khao khát mãnh liệt của mình đối với Ngài. Bởi vì chỉ có Allah mới có thể thực sự ban cho bạn những gì bạn mong muốn. Điều đó buộc bạn phải bộc lộ những điểm yếu của mình và thừa nhận những sai sót của mình. Allah Subhanahu wa Ta'ala trì hoãn trả lời dua của bạn vì Ngài thấy đó là điều tốt nhất cho bạn. Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là có mối liên hệ tuyệt vời nhất với Đấng đã tạo ra bạn. Đó mới là thứ sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc thực sự, chứ không phải những thứ mà chúng ta vẫn thường nghĩ đến. Đó là cách thứ nhất. Đó là cách thứ nhất mà Allah Subhanahu wa Ta'ala trả lời cho dua của bạn. Cách thứ hai mà Allah Subhanahu wa Ta'ala trả lời cho dua của bạn là Ngài sẽ không cho bạn cái mà bạn dua cầu xin Ngài. Thay vào đó, Ngài sẽ xua đuổi, Ngài sẽ lấy đi khỏi bạn một tai họa. Bạn biết đó, mỗi người trong chúng ta đều được Allah Subhanahu wa Ta'ala an bài và định sẵn những điều tốt xấu, những điều lành dữ, được gọi là sự tiền định. Vào một thời điểm nào đó, vào một thời khắc nào đó, bạn dua xin Allah Subhanahu wa Ta'ala một yêu cầu. Allah muốn đưa nó cho bạn, nhưng tại thời điểm đó có một tai họa mà Allah, mà Ngài đã an bài cho bạn theo sự tiền định của Ngài, và nó cần phải xảy ra với bạn. Nhưng vì thương xót bạn, Ngài đổi thứ mà bạn dua kêu cầu Ngài bằng việc Ngài xóa bỏ tai họa đó cho bạn. Và bạn hãy biết rằng, việc bạn tránh được tai họa tốt hơn việc bạn có được một thứ gì đó mà bạn mong muốn. Cách thứ ba mà Allah Subhanahu wa Ta'ala trả lời dua của bạn là Ngài sẽ không cho bạn những gì bạn yêu cầu, mà Ngài sẽ chừa lại và cho bạn dành cho bạn một thứ khác tốt đẹp hơn ở đời sau. Và đây là cách trả lời dua tốt nhất cho chúng ta. Đây là cách trả lời dua tốt nhất mà Allah Subhanahu wa Ta'ala muốn dành cho đám đệ tôi của Ngài. Nhưng hầu như mọi người trong chúng ta đều không tha thiết với cách trả lời này của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bởi vì chúng ta thích những gì trước mắt chúng ta. Đôi khi sự khôn ngoan, đôi khi từ sự khôn ngoan và thông thái của Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ngài sẽ không cho chúng ta những gì chúng ta dua kêu cầu Ngài. Và người Muslim cần tin một cách kiên định rằng luôn có sự khôn ngoan đằng sau các quyết định của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Có người đôi khi thường phải mất nhiều năm trôi qua trước khi họ thực sự nhận ra rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala đã cứu họ khỏi một số phận khủng khiếp. Như vậy, rõ ràng không có dua nào của bạn sẽ không được Allah Subhanahu wa Ta'ala đáp lại, trừ khi nó là điều gì haram, hoặc trừ khi bạn đang phạm tội lỗi và chưa sám hối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tức là hoặc bạn đang phạm một tội lỗi nào đó mà Allah Subhanahu wa Ta'ala nói rằng Ngài sẽ không tha thứ, sẽ không ban cho bạn nếu bạn phạm tội lỗi đó. Chúng ta hãy ghi nhớ bài học qua câu chuyện con cháu Israel được kể. Nếu những gì chúng ta nhận được trong cuộc sống không như những gì chúng ta mong đợi,
Đừng từ chối bất kỳ phúc lành nào, đừng vô ơn với bất kỳ sự đáp lại nào của Allah subhanahu wa ta'ala dành cho dua của bạn. Khi chúng ta dua, hãy kỳ vọng tốt về những gì chúng ta sẽ nhận được từ Allah subhanahu wa ta'ala và bất cứ khi nào nó đến với chúng ta. Dưới bất kỳ hình thức nào, chúng ta hãy chấp nhận nó, chúng ta hãy hài lòng và chúng ta hiểu rằng điều này phải tốt cho chúng ta. Allah subhanahu wa ta'ala đã tạo ra bạn và mong bạn trở thành người tốt nhất ở nơi Ngài. Đừng để Shaytan khiến bạn nghĩ rằng bạn không đủ tốt. Đừng nghe lời thì thầm của Shaytan khiến bạn có những suy nghĩ xấu về Allah subhanahu wa ta'ala. Shaytan sẽ cố gắng làm cho bạn nghĩ rằng Allah không ở bên bạn, Allah không bảo vệ bạn và rằng Allah không ban cho bạn. Nếu bạn chân thành nhìn vào cuộc sống của bạn, chỉ cần nhìn vào những gì đã qua trong cuộc đời bạn, nhìn vào tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn, thì chắc chắn bạn sẽ thấy rằng Allah luôn ở đó vì bạn. Bạn cần hiểu rằng việc bạn dua kêu cầu Allah subhanahu wa ta'ala không chỉ mang ý nghĩa là bạn mong muốn những phúc lành ở nơi Ngài. Không chỉ với mục đích Allah ban phát cho bạn những thứ bạn muốn, những thứ bạn cần. Mà bạn cần hiểu rằng Allah subhanahu wa ta'ala rất thích nghe lời dua của bạn. Có một câu nói rất hay từ Ato radiallahu anhu, một vị sahaba, rằng bất cứ lúc nào Allah cho phép lưỡi của bạn dua, bất cứ lúc nào Allah cho phép lưỡi của bạn hoạt động, bất cứ lúc nào Allah cho phép lưỡi của bạn hỏi xin và khẩn cầu Ngài, bạn hãy biết rằng Allah muốn ban cho bạn một thứ gì đó, bởi vì Allah sẽ không cho phép bạn thực hiện dua đó trừ khi Ngài muốn trả lời, Ngài muốn đáp lại, Ngài muốn ban cho bạn dua đó. Và món quà lớn nhất của dua đó là Allah thích nghe nó và bạn nhận được để được gần gũi hơn với Allah subhanahu wa ta'ala như là kết quả của nó. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Và khi bầy tôi của ta hỏi ngươi Muhammad về ta thì ngươi hãy bảo họ rằng quả thực ta ở rất gần. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Ta luôn đáp lại lời cầu xin của ai cầu xin ta. Chương 2, Al-Baqarah 186. Vì vậy, khi bạn dua kêu cầu Allah subhanahu wa ta'ala, Ngài ở gần bạn, Ngài luôn ở gần kề bên bạn, Ngài luôn nghe thấy. Đó là món quà thứ nhất. Và món quà thứ hai là Ngài sẽ đáp lại tiếng kêu cầu của bạn theo cách phù hợp, theo cách có lợi nhất cho bạn, theo cách có lợi cho cuộc sống này của bạn và cho cuộc sống tương lai của bạn ở đời sau. Đó là lòng thương xót của Allah subhanahu wa ta'ala. Và đó là sự thông thái của Ngài, là sự khôn ngoan của Ngài. Do đó, bạn hãy đừng ngừng dua cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala. Đừng chán nản trong việc cầu xin Ngài. Hãy tiếp tục cầu xin Ngài. Hãy cầu xin Ngài và hãy cầu xin Ngài giống như đứa trẻ không ngừng đòi hỏi. Bởi vì Ngài thích nghe dua của bạn và Ngài thích bạn luôn giữ kết nối với Ngài. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta là những người luôn có sự kết nối với Allah subhanahu wa ta'ala bằng salah, bằng dua cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.